Xin chào mừng quý vị khán giả đến với khung giờ của Lời Tự Sự. Và ngày hôm nay thì Mai Phương sẽ là người đồng hành cùng với quý vị khán giả để gặp gỡ một khách mời của chương trình. Đến với Lời Tự Sự thì chúng ta sẽ có cơ hội để trò chuyện với rất là nhiều những nghệ sĩ và biết được rằng là cuộc sống của họ như thế nào, không chỉ là hình ảnh ở trên phim, ở trên sân khấu, mà nhiều khi là hình ảnh ở đằng sau, cuộc sống thường ngày của họ diễn ra ra sao. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ là một diễn viên. Đó là ai thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Xin được chào đón đến trường quay của Lời Tự Sự, diễn viên Lý Chí Huy ạ. Dạ, em chào anh. Chào em. Xin chào quý vị khán giả. Thì ngày hôm nay khi mà đến với chương trình Lời Tự Sự này thì Huy cảm thấy là rất là hơi sợ một tí. Bởi vì lần này MC là Mai Phương. Là bởi vì sao? Vì ngày xưa khi mà còn đi học, ít nhất là ở cấp 3 ấy, thì lớp trưởng của tôi cũng tên là Mai Phương. Và tôi suốt ngày bị đứng lên bảng vì bị mách cô. Nên tôi rất sợ lớp trưởng. Vì rất sợ cái tên Mai Phương. Bình thường gặp lớp trưởng thì anh có, khi mà bạn ấy hỏi gì anh có trả lời được hết tất cả, sợ mà khai hết không ạ? Không, anh thì anh không thế, nhưng mà anh hay trêu ấy. Đấy, chính vì trêu rồi dập tóc rồi đủ các trò, nên là anh hay bị mách cô và hay đứng lên bảng. Vâng ạ, cũng là điểm yếu của mình đấy. Thế ngày hôm nay mong rằng là đến với Lời Tự Sự thì gặp một Mai Phương, nhưng mà là sẽ ở một phiên bản khác của anh. Anh trêu em cũng được, nhưng mà miễn sao là anh đưa đầy đủ những cái thông tin mà khán giả mong muốn được biết là anh cho khán giả. Và hôm nay chắc là mở đầu em sẽ hỏi anh một câu, đó là anh có sẵn sàng chia sẻ tất cả mọi thứ giống như tên của chương trình, đó là Tự Sự, để khán giả ngày hôm nay có thể hiểu thật rõ về một Lý Chí Huy, không chỉ là một diễn viên mà là một người bình thường nữa. Giờ, trước khi đến với chương trình này thì anh cũng đã nghĩ rất là nhiều về, để chọn cho mình một cái cách ăn mặc nào đó. Nhưng mà mình thấy rằng là ít nhất ở trong cái chương trình Lời Tự Sự này, như mình đã xem một vài chương trình ấy, thì mình thấy là muốn bộc lộ hết bản thân mình thì hãy ăn mặc theo cái phong cách của mình. Nên là anh hôm nay đã không chọn một bộ vest như bình thường mỗi khi mà đi làm talk show nữa, mà mình đã chọn cho mình một cái bộ quần áo mà mình hay mặc nhất, mình thích mặc nhất, mình thích cái phong cách như thế này nhất, làm sao cho nó năng động nhất để mình có thể nói ra những cái điều mà giống như Mai Phương vừa nói, thì mình có thể bộc lộ hết tất cả những tâm tư tình cảm, những cái gì mà thật nhất để cho khán giả cùng nghe. Và đấy là một cái niềm vinh dự của Chí Huy. Vâng ạ, có lẽ rằng là ở phần đầu chương trình thì chúng ta sẽ có những cái câu hỏi để cho khán giả hiểu một cách bao quát về anh. Đó, đầu tiên có lẽ là ai cũng thắc mắc, Lý Chí Huy có phải tên thật của anh không ạ? Đúng, tên thật của anh. Thì ngày trước cũng có đi tìm làm, nghĩ cho mình một cái nickname nào đấy, để đến khi mà đi làm ấy, làm diễn viên, làm nghệ sĩ thì có một cái nickname Huy gì đấy chẳng hạn. Thế nhưng mà sau khi mà nghĩ nhiều rồi thì nó không ra được, thì cũng có những người có khuyên là nếu mà không nghĩ ra được thì mình cứ lấy tên thật của mình thôi. Cái lần trước đâu, tiền lãi tôi trả đủ tiền phân do với công thợ. Quá, cháu nợ chứ cháu có bùng cô đâu. Bây giờ cô cứ cắt dược liệu cháu đi, khi nào công ty người ta trả tiền cháu gửi cho cô. Thôi được rồi, cháu hứa là sẽ không gối vụ nữa, được chưa? Thôi, người cùng làng không lý tứ gì cả. Tao nói thẳng nhá, ai chả biết dạo này mày không làm ăn gì hả? Mày thu mua dược liệu của bà con, xong mày mất hút, bà con biết trông cậy vào đâu? Bên thằng Tiến còn có cô Ánh hậu thuẫn, bán cho nó chắc ăn. Cái gì? Chị Ánh thì liên quan gì đến cái lũ đấy? Cô ơi, cô ạ, nếu cô không bán dược liệu ấy, cô xem có cái loại nào chữa được mề đay, tặng cho nó ít. Mề đay á? Vâng. Ôi giời, mề đay thì lá khế, cứ sát vào rồi xay ra uống, thế là hết. Mày bị mề đay à? Mề đay mày điếc gì ở đây? Mày hâm à? À, thì nếu mày không dùng thì xem ai người ta cần ấy, tặng cho người ta. Đúng rồi. Ý chúng mày là sao? Mày nói bóng nói gió cái gì đấy? Cũng phải có cơ sở mới nói chứ. Muốn nói gì nói thẳng ra luôn, không cần phải chơi trò rung cây nhát khỉ như thế. Bọn tao không thèm rung, không thèm nhát. Mà thôi, cứ để đến khi mọi việc ngã ngũ ấy, thằng nào có tội, thằng ấy chịu. Thôi Hưng, thôi cái gì? Thôi. Alo, tao nghe đây. Ở đâu? Tao biết rồi. Nha. Có việc gì ấy? Thằng Tiến nó gọi, nó bảo chị Ánh mời bọn mình đi liên hoan đấy. Thế á? Ở đâu? Nhà hàng Vạn Xuân Lâm. Đi.
trên tinh thần chị đã nói hôm trước, thì hôm nay chị muốn chúng ta gặp nhau để bàn bạc cụ thể. Tiến có tâm sự với chị là đơn hàng chỗ chú Khánh vượt quá năng lực sản xuất của xưởng. Thì bây giờ chị muốn các em nói rõ về máy móc, nhân công, nguyên liệu đáp ứng được bao nhiêu phần trăm đơn hàng, và thiếu ở đây là thiếu cái gì. Sau đó chị em mình sẽ cùng nhau tháo gỡ. Hưng, ý kiến của em sao? Nói thật là em chả nghĩ được cái gì cả. Cứ nghĩ đến thằng Phúc nó chơi bọn em là em phát rồ lên rồi. Cái thằng Ôn đấy là cứ phải... Ôi, hay là chị giao cho bọn em cái đoạn ghi âm của thằng Phúc hôm trước đi. Như thế khéo nhanh nhất đấy ạ. Bọn em cũng phải thông cảm cho chị. Dù sao thì chị với Phúc cũng là chỗ xã giao. Bây giờ mà chị đưa đoạn ghi âm cho bọn em để tố cáo Phúc, về lý thì có thể không sai, nhưng mà về tình thì... Chẳng qua là hôm trước Hưng với Thắng hiểu lầm, nghĩ oan cho chị, nên là chị mới phải bất đắc dĩ đưa ra thôi. Mày đừng có làm chị Ánh phải khó xử đấy. Mà chưa kể, nếu mà thằng Phúc nó biết chị Ánh giúp đỡ anh em mình ấy, chị còn bị liên lụy đấy. Chị nhỉ? Mà không có bằng chứng của chị thì các em cũng có những bằng chứng khác mà. Chị nghĩ là Phúc chưa dừng phá bọn em đâu. Thôi, bỏ qua chuyện đấy. Mọi người nâng ly cái nhỉ? Vâng, nào, uống mừng về sự hợp tác của chị em mình. Ừ. Ông về lo việc nhà ông đi. Ở đây mày cạnh khóe bọn tôi á. Cẩn thận không bà Ánh bà sắp đá đít đến nơi rồi đấy. Đúng rồi đấy. Cả cái làng này đồn ông là người thao túng tâm lý bà Ánh. Người ta đi tẩy trắng sắp thành công rồi kia kìa. Còn có một mình ông là người xấu thôi. Em chào anh ạ. Anh ơi, em đang gặp trục trặc một chút trong việc thuê cái kiosk. Chắc là cần thêm thời gian ạ. À không không, không có vấn đề gì đâu, em xử lý được. Anh cứ yên tâm ạ. Dạ em chào anh. Ai đấy? Em Phúc đây. Sao cậu lại đến tận đây? Em có chuyện quan trọng muốn gặp chị. Sao gặp em mà chị hốt hoảng thế? Chị làm gì sai với em à? Thôi cậu đừng bóng gió nữa. Có gì nói luôn đi, chứ để người khác thấy cậu ở đây không hay đâu. Bây giờ chị hai chân hai thuyền rồi, vững chắc lắm rồi. Sau này mà có phất lên thì đừng qua cầu rút ván nhé. Vì chạng chết thì Chúa cũng băng hà đấy chị ạ. Sau này cậu lo xa thế. Cậu cứ yên tâm làm việc cho chị tử tế, kín mồm kín miệng, chị không để cậu thiệt đâu. Trước mắt cứ để chị chắc chân trong việc làm xà phòng với chúng nó đã, rồi chị đưa cậu vào sau. À, thế tức là bây giờ chị muốn tôi vào xưởng làm việc cùng hội ông Tiến à? Chị không để cậu làm thuê cho chúng nó đâu mà lo. Cậu sẽ đại diện cùng với chị quản lý xưởng, cũng phải có tí cổ phần dắt lưng chứ. Thôi, hạ màn đi, đừng diễn nữa. Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Chị muốn chơi tôi đúng không? Tôi đã cảnh báo chị rồi, đừng bao giờ coi thường tôi, bởi vì tôi không ngu đâu. Tôi làm tất cả mọi việc mà chị chỉ đạo, từ việc phun thuốc vào vườn dược liệu đến việc báo cho quản lý thị trường và làm đơn nặc danh tố cáo ông Lộc. Vậy mà bây giờ chị mang tất cả những bằng chứng đó đưa cho hội thằng Tiến nó tố cáo tôi. Chị muốn hất cẳng tôi ra đúng không? Cậu hiểu nhầm rồi, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Tao không hiểu lầm. Tao mà chết, tao lôi theo mày đấy. Chị không làm gì có lỗi với cậu hết. Thôi im đi, đừng lướt lẹo nữa.